Các bạn thân mến, vụ việc một tài khoản Facebook tự xưng là bác sĩ Trần Khoa với câu chuyện rút ống thở của cha mẹ để cứu người, mặc dù đã được xác định là hoàn toàn bịa đặt, thì cũng đã kịp khiến nhiều người xúc động. Sự xúc động càng lớn thì khi biết mình bị lừa dối, hoán đổi thành cơn giận dữ càng cao. Thông tin trên báo chí cho biết, nhóm lừa đảo này thường dựng lên những câu chuyện lấy nước mắt cư dân mạng, từ đó kêu gọi quyên góp từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh mà nhóm này tự vẽ ra. Câu chuyện bác sĩ Khoa nếu không bị lật tẩy sớm thì chắc chắn nhóm lừa đảo đã thu hút được một lượng tài trợ khổng lồ nhờ sức lan tỏa mạnh mẽ của câu chuyện trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng. Thực tế thì lâu nay xuất hiện tình trạng mà chúng ta tạm gọi là vũ khí nước mắt khá phổ biến trên mạng xã hội cũng như trong cuộc sống. Hoạt động này đánh vào đặc trưng cảm tính duy tình của người Việt với mục đích trục lợi. Những người này có kinh nghiệm nằm lòng là muốn tạo lòng tin để lừa đảo thì phải lấy được nước mắt đám đông. Chuyện về trục lợi lòng tin, lòng trắc ẩn mùa Covid không phải là ngoại lệ ở Việt Nam, mà ở bất cứ nơi đâu trên thế giới cũng diễn ra. Còn nhớ vào tháng 5 năm 2021, trong đỉnh điểm bùng phát dịch Covid-19, trung bình mỗi ngày Ấn Độ có thêm hơn 200.000 ca nhiễm mới, có lúc lên hơn 320.000 ca, khoảng 3.000 người chết mỗi ngày. Các bệnh viện đều kín chỗ. Thuốc, vaccine, oxy và các vật tư y tế đang cạn kiệt. Trong bối cảnh ấy, một doanh nghiệp có tên Vaxi Engineering mà sau này cảnh sát điều tra ra là một xưởng phế liệu đã sơn lại các bình chữa cháy và bán chúng với giá bình oxy. Những kẻ trục lợi từ đại dịch mọc lên như nấm sau mưa. Chúng quảng cáo tràn lan trên mạng và dùng sim giác để liên lạc. Trong nhiều trường hợp, những người nghèo đã trả tới đồng xu cuối cùng để mua về đồ giả mà họ tưởng là phao cứu sinh. Thậm chí cảnh sát ở bang Uttar Pradesh còn bắt giữ được một ổ nhóm trộm những tấm vải liệm đã qua sử dụng từ các thi thể và bán chúng như mới. Ở Việt Nam, ngay từ khi mới chớm dịch, cơn sốt khẩu trang có lúc đã đẩy giá khẩu trang y tế tăng tới cả chục lần. Trong khi nguồn nguyên liệu khẩu trang chưa kịp nhập về, cũng như sức sản xuất hàng loạt thiết yếu mới này còn chưa kịp điều chỉnh, thì khẩu trang giả xuất hiện tràn lan. Nói đâu xa, vào tháng 4 năm 2020, Hà Nội phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ y tế Đức Anh sản xuất hàng ngàn bộ trang phục phòng dịch làm giả. Tháng 7 năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại thiết bị Nam Anh sản xuất hơn 150.000 chiếc khẩu trang nhãn hiệu 3M, giả mạo nhãn hiệu khẩu trang 3M Company của Mỹ. Tháng 8 năm 2020, Hòa Bình phát hiện hàng ngàn chiếc găng tay cao su đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc tại công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng PM. Lực lượng chức năng tạm giữ hơn 100.000 chiếc khẩu trang y tế loại 3-4 lớp làm giả đang trong giai đoạn hoàn thiện. Bước sang năm 2021, mặc dù tình trạng thiếu khẩu trang đã không còn, nhưng một số đối tượng vẫn tiếp tục sản xuất hàng giả, chất lượng kém, đóng nhãn cao cấp. Mới cách đây vài ngày, lực lượng liên ngành Hà Nội phát hiện tại công ty cổ phần thiết bị nguyên phụ liệu khẩu trang Việt Nam có chứa hơn 100 thùng khẩu trang y tế nhãn hiệu 3M1860 với tổng số lượng 17.100 chiếc. Kinh doanh trên nỗi sợ hãi, trục lợi từ sự hoang mang của bá tánh là tận ác. Giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2021 đã phải đăng thư ngỏ tới các nhà tài trợ hảo tâm về câu chuyện khẩu trang giả. Bức thư có đoạn: trong tình hình dịch Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều nhà tài trợ, nhóm hảo tâm, bè bạn đã kêu gọi, quyên góp ủng hộ mua trang thiết bị bảo hộ tặng cho các cán bộ y tế để giúp bảo vệ các thiên thần áo trắng trực tiếp chăm sóc, điều trị người bệnh mắc Covid-19. Chúng tôi rất cảm động trước nghĩa cử cao đẹp đó và vô cùng biết ơn với những sự giúp đỡ đó. Tuy nhiên, khi kiểm tra các trang bị bảo hộ, đặc biệt là khẩu trang N95, một lá chắn quyết định trong việc ngăn ngừa lây nhiễm virus SARS-CoV-2, thì rất nhiều trong số khẩu trang nhận được từ các nguồn tài trợ không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Kinh nghiệm thực tế cho thấy, hầu hết những trường hợp lây nhiễm cho cán bộ y tế trong khi chăm sóc điều trị người bệnh là do mang khẩu trang không đạt chuẩn. Đây là một nguy cơ rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của cán bộ y tế. Bức thư ngỏ của bác sĩ Giang được nhiều người ủng hộ và chia sẻ bởi nó đặt ra một vấn đề đáng sợ. Nếu như những y bác sĩ, những chuyên gia y tế đang chống dịch ở tuyến đầu lại sử dụng những sản phẩm y tế giả, không có tác dụng bảo vệ, thậm chí còn là tác nhân gây lây lan virus corona, thì hậu quả sẽ nguy hại đến mức nào? Những dạng thức giả mạo, lừa đảo không chỉ có thế. Theo Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia,
lợi dụng dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng đã giả mạo là nhân viên của tổ chức y tế trong nước hoặc quốc tế, điển hình như Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương của Việt Nam, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh hay Tổ chức Y tế Thế giới gửi thư điện tử cho nạn nhân với tập tin đính kèm, hoặc các liên kết dẫn đến các nội dung về cập nhật tình hình lây nhiễm của COVID-19. Khi mở các tập tin đính kèm hay nhấp vào các liên kết, máy tính của nạn nhân sẽ bị tấn công bởi các mã độc hoặc có thể bị lộ lọt thông tin cá nhân, thông tin thẻ tín dụng được lưu trữ trực tuyến sẽ đánh cắp. Cùng với đó, lợi dụng tâm lý hoảng loạn lo sợ lây nhiễm COVID-19, các đối tượng lừa đảo sử dụng mạng xã hội và các diễn đàn trực tuyến để quảng bá các sản phẩm mạo nhận có khả năng phòng ngừa virus như vaccine để lừa nạn nhân, tuyên truyền các phương thuốc chưa từng được kiểm chứng. Chưa hết, còn xuất hiện trường hợp đối tượng xấu giả làm bác sĩ hoặc nhân viên bệnh viện mạo nhận là chúng đã điều trị cho bạn bè hay người thân của nạn nhân khỏi COVID-19 và yêu cầu nạn nhân thanh toán phí cho quá trình điều trị đó. Các đối tượng còn tạo lập nên các website bán hàng trực tuyến, bán các vật tư y tế như khẩu trang y tế và nước rửa tay. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của người mua hàng, đối tượng lừa đảo ngắt liên lạc với nạn nhân và không giao hàng như đã thỏa thuận. Các đối tượng còn mạo danh các nhãn hàng lớn, gửi link lạ kèm thông tin về quà tặng, trúng thưởng nhằm lừa đảo, chiếm tài sản người dùng, xâm nhập hệ thống của các doanh nghiệp, tổ chức, dụ dỗ nạn nhân quyên góp cho các quỹ từ thiện lừa đảo do chúng lập ra, mạo nhận là giúp đỡ những cá nhân, đồng bào hay khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng các bẫy lừa đảo đầu tư, điển hình như sử dụng chiêu trò hứa hẹn nhà đầu tư sẽ nhận được lợi nhuận cao khi công ty đầu tư vào cung cấp sản phẩm hay dịch vụ liên quan đến phòng chống, xét nghiệm, chữa trị COVID-19, tạo ra các phần mềm ứng dụng cho điện thoại, thoạt nhìn giống như các ứng dụng phổ biến dùng để theo dõi diễn biến lây lan của dịch COVID-19. Nhưng khi người dùng tải về điện thoại của họ sẽ bị tấn công bởi các mã độc nhằm lấy thông tin cá nhân, thông tin bảo mật hay chi tiết tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng của nạn nhân. Có câu chuyện xưa kể lại rằng, một người nước Yên tha hương tới nước Lỗ, lúc già mới trở về cố quốc. Trên đường, một người đồng hành chỉ vào cái gò đất nói, đây là mồ mả của cha ông anh. Người nước Yên ôm gò đất khóc òa lên thảm thiết. Người khác đi cùng phì cười bảo cho, đây mới là nước Tấn, chưa phải nước Yên. Người nước Yên lấy làm bén lén. Tới khi về nước Yên, tới đúng mồ mả của cha ông, thì người này đã hết cảm xúc nên hờ hững ngay trước mộ của cha mình. Kể câu chuyện xưa này để thấy rằng lừa gạt lòng tin của con người, của cả xã hội thì tác hại không thể nào lường hết được.